Cho tôi về nơi ấy chân đê, khúc sông quê một thời phiêu dạt. Đất bãi bồi ven sông vẫn hát, bản nhạc nào con sóng gọi tên. Cho tôi về nơi ấy đã lớn lên, tu hú kêu tháng năm mùa vải. Câu hát từng đêm khắc khoải, nước mắt con cò gánh gạo truyền sông. Cho tôi về ước trọn niềm mong, tìm lại câu thơ ngày xưa dang dở. Nước cứ trôi bên bồi bên lở, sóng tìm mình trong bãi đất quê hương. Có lẽ cũng chẳng khác những tình cảm của những người con đang sống xa quê, nhớ về quê hương, nơi mình được sinh ra, trông nhau cắt rốn, nhất là những ngày Tết đến xuân về. Tuy sống xa quê, nhưng các anh các chị luôn hướng lòng mình về đây, để mà thương mà nhớ. Việc họ là việc làm tình nghĩa, là đạo lý của người cùng dòng họ đối với tổ tiên nòi giống. Thờ cúng tổ tiên, chăm lo việc họ là một nét đặc sắc thuộc văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Ai cũng biết, có tổ tiên mới có cụ kỵ, có cụ kỵ mới có ông bà mới có bố mẹ mới có mình. Ai cũng biết công lao sinh thành, dưỡng dạy, phù hộ độ trì của các thế hệ đi trước là vô cùng to lớn. Đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Lịch sử dân tộc cũng như các dòng họ có lúc suy, lúc thịnh. Để tồn tại và phát triển được như ngày nay, các dòng họ đều đã đóng góp không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Vì thế, từ trong tâm khảm của mỗi người, dù nói ra hay không nói ra, ai cũng muốn mỗi dòng họ có được một ngôi nhà để thờ các bậc tiên linh tổ phụ. Nhà thờ họ là mái nhà chung, là nơi để hàng năm con cháu các thế hệ về làm lễ dâng hương tạ ơn tiên tổ. Nhà thờ còn là nơi hội họp của dòng họ, bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế sách giáo dục con cháu sống có đạo lý, hòa hợp với cộng đồng, vươn lên không ngừng trong cuộc sống. Một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thao hiu tròn niềm. Sông có nguồn, cây có cội,
con người, có tổ, có tông, có bà, có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Xin tiến dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên, nhớ về tổ tiên. Chân thành ghi ơn tình thắm lâu bền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiếu trọn niềm. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể anh em, con cháu nội ngoại, xa gần, dâu trai, gái rể của dòng họ Phạm, thôn Bình Yên. Hòa trong không khí của mùa thu năm Giáp Thìn, cũng là mùa của lễ hội để tìm về cội nguồn, tìm về văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, tham quan cảnh đường, rồi tri ân, cầu cho mọi sự bình an, vinh hoa, phú quý. Thưa các quý vị, hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2024, tức ngày 11 tháng 9 năm Giáp Thìn, họ Phạm cành 2 thôn Bình Yên tổ chức lễ khánh thành ngôi từ đường họ tộc. Sau 5 tháng khởi công xây dựng, với sự đồng tâm của các cụ kỳ lão cùng toàn thể con cháu nội ngoại xa gần, đã phát tâm công đức, đóng góp công sức xây dựng ngôi từ đường phụng thờ tiên tổ. Đến hôm nay đã hoàn thành viên mãn, là chốn tôn nghiêm tụ hội khí thiêng cội nguồn của dòng họ. Chính vì vậy mới có câu chim có tổ, người có tông, như cây có cội, như sông có nguồn, chung một lòng hướng về tiên tổ, siết chặt tay xây dựng cơ đồ. Đất tổ tiên xưa nay tạo lập, con cháu họ hàng ngày kết trái đơm hoa. Thưa các cụ và các quý vị, đến giờ này các quý vị đại biểu, khách quý, các cụ cùng toàn thể con cháu xa gần đã tề tựu đông đủ tại sân đường để dự lễ khánh thành. Về dự lễ khánh thành hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các cụ kỳ lão của dòng họ cùng toàn thể anh em, con cháu, nội ngoại xa gần, dâu trai, gái rể của họ tộc đã về dự. Tôi xin trân trọng giới thiệu và liệt liệt chào mừng 17 ông là trưởng tộc trong họ, trưởng tộc các họ trong làng đã có mặt về dự đông đủ, đại diện như ông Nguyễn, ông Thừa Trọng Tôn, Nguyễn Thành Tiệu, họ Nguyễn Đại Tộc, ông Đoàn Văn Sớm, họ Đoàn, ông Bùi Văn Định, họ Bùi, và
một số các ông là trưởng tộc trong cấp họ. Một lần nữa, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các cụ và toàn thể anh em con cháu trong họ và các quý vị đại biểu đã về dự lễ khánh thành của họ tộc. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Tuân, thừa trọng tôn của họ tộc, lên đọc diễn văn khai mạc lễ khánh thành từ đường. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa các vị khách quý, các vị đại diện cho các họ tộc thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, kính thưa các cụ cao niên trong họ cùng toàn thể con cháu nội ngoại dâu rể của Phạm đại tộc ta, hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2024, tức ngày 11 tháng 9 năm Giáp Thìn, là ngày lành tháng tốt, trong không khí vui mừng phấn khởi, ấm áp và tôn nghiêm với lòng thành kính, sự biết ơn đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, con cháu hậu duệ dòng họ Phạm ở quê nhà thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, con cháu hậu duệ dòng họ Phạm ở Phú Cường, ở Kim Sơn, Ninh Bình, ở Nghĩa Hưng, Nam Định và ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã tụ hội về đây kính cẩn dâng mình dâng hương lễ tổ và long trọng tổ chức lễ khánh thành từ đường họ Phạm tộc Bình Yên. Thay mặt Phạm tộc Cành Hai, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các cụ cao niên trong họ cùng toàn thể con cháu nội ngoại dâu rể của Phạm đại tộc đã về dự lễ khánh thành. Kính chúc quý vị sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các cụ cao niên trong họ cùng toàn thể dòng tộc. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Ngược dòng lịch sử cách đây khoảng 200 năm, cụ tổ của Phạm tộc Cành Hai từ Phú Cường lên Bình Yên sinh sống. Kể từ đó, các thế hệ cháu con của cụ đã cùng với bà con họ tộc khác trong làng vượt qua bao gian khó, cùng nhau xây dựng xóm làng để chúng ta có được một thôn Bình Yên phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay. Tới nay, với 11 đời con cháu gắn bó trên mảnh đất Bình Yên và đang làm ăn sinh sống ở Kim Sơn, Ninh Bình, ở Nghĩa Hưng, Nam Định và trên mọi miền của cả nước, các thế hệ cháu con của Phạm tộc Bình Yên luôn yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, luôn hướng một lòng về cội nguồn nhằm tri ân, tôn vinh công đức của tổ tiên và các bậc tiền nhân. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ cao niên trong họ cùng toàn thể dòng tộc. Đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người con dòng họ. Trải qua thăng trầm của lịch sử, từ đường cũ của dòng họ được trùng tu tôn tạo lần gần đây nhất vào năm 1994, đã 30 năm nên đã xuống cấp. Ngày nay, con cháu của Phạm tộc Bình Yên có được cuộc sống tốt đẹp chính là nhờ ân đức tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại. Thấm nhuần đạo lý đó và để tri ân tiên tổ, con cháu Phạm tộc Bình Yên đã đoàn kết một lòng, chung tay góp công, góp sức, góp của với lòng hảo tâm, xây dựng từ đường được tôn nghiêm, ấm cúng như ngày hôm nay. Trong giây phút trang trọng này, tôi thay mặt dòng họ long trọng thông báo cắt băng khánh thành từ đường Phạm tộc Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Kính chúc các trụ cá niên trong họ, chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể con cháu nội ngoại dâu rể của Phạm đại tộc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông thừa trọng tôn Phạm Văn Tuấn. Kính thưa các cụ, đến giờ này các quý khách và toàn thể
anh em con cháu trong họ tộc đã đông đủ. Tôi xin chuyển phần tặng hoa lễ khánh thành từ đường của họ Phạm hôm nay. Sau đây xin kính mời ông Thừa Trọng Tôn Nguyễn Thành Tiệu thay mặt cho các quý khách, các ông trưởng tộc của các họ trong làng lên tặng hoa chúc mừng lễ khánh thành của họ Phạm. Xin mời ông Thừa Trọng Tôn Phạm Văn Tuân lên nhận hoa. Cánh hoa hồng chẳng thơm, con cháu thảo hiền vạn kiếp vinh, tổ tiên ân đức muôn đời thịnh. Kính thưa quý vị, các bạn trẻ thân mến, con người sinh ra trên đời ai mà không có nguồn, có cội, có tổ, có tông, có gốc, có ngọn, có
dòng, có giống, có lai lịch, có tông, có tích. Nguồn cội, gốc ngọn, lai lịch, dòng giống, gốc tích đó chính là tổ tiên, ông bà, họ hàng, thân thích. Vì thế, là con cháu phải biết thảo hiếu, kính yêu, nhớ ơn tổ tiên, ông bà và những bậc đã tạo ra sự nghiệp, gia phả của dòng tộc. Đó cũng chính là lý do khiến con người không được quên nguồn gốc, mà phải luôn nhớ về nguồn cội của mình. Với tâm tình trên, chúng tôi kính mời quý vị, các bạn trẻ nghe cuốn băng Báo hiếu cha mẹ người ba, với chủ đề Nhớ về cội nguồn để tri ân tổ tiên. Trên những nẻo đường trần gian.
cắt rốn chôn nhau về cội nguồn gợi nhớ kỷ niệm sâu tiếng chuông chiều ngân vang rục rã vang bên tai lời ru của mẹ quên làm sao lời dạy của cha tuổi thơ vui nô đùa trong nắng sớm trưa chiều lời kinh ngân vang ơ hò ơ có bao giờ ta đã tự hỏi mình bởi đâu và sẽ đi đâu phải chăng ai cũng sẽ trả lời đây là cha kia là mẹ tha thiết yêu yêu trọn quê hương ơ hò ơi sợi nhớ sợi thương gợi nhớ quê hương hai tiếng ngọt ngào bầu trời xanh lấp lánh những vì sao như mắt ai đang từ nơi biên xứ luôn hướng về luôn hướng về quê hương luôn hướng về tổ tiên ai đi xa cũng nhớ về về nơi xưa cắt rốn chôn nhau về cội nguồn gợi nhớ kỷ niệm sâu tiếng chuông chiều ngân vang rục rã vâng bên tai lời ru của mẹ quên làm sao lời dạy của cha tuổi thơ vui nô đùa trong nắng sớm trưa chiều lời kinh ngân vang ơ hò ơ có bao giờ ta đã tự hỏi mình bởi đâu và sẽ đi đâu về nơi
xưa cắt rốn chôn nhau, về cội nguồn gợi nhớ kỷ niệm sâu, tiếng chuông chiều ngân vang rục rã vắng bên tai lời ru của mẹ, quên làm sao lời dạy của cha. Tuổi thơ vui nô đùa trong nắng, sớm trưa chiều lời kinh ngân vang. Ơ hồ ơ, có bao giờ ta đã tự hỏi mình bởi đâu và sẽ đi đâu? Phải chẳng ai cũng sẽ trả lời, đây là cha, kia là mẹ, tha thiết yêu yêu trọn quê hương. Ơ hồ ơ, sợi nhớ sợi thương gợi nhớ quê hương hai tiếng ngọt ngào. Bầu trời xanh lấp lánh những vì sao, như mắt ai đang từ nơi biên xứ luôn hướng về. Cho con cháu phạm tộc
suốt bốn mùa mạnh khỏe phương trường, làm kinh tế nhà nhà thịnh vượng, giàu nhân đức tiền nhân vô lượng, ban cho chúng con hồng phúc thiên liên, già trẻ gái trai phạm tộc chúng con xin kính bái. Thưa các cụ và cùng khỏe các đại biểu quý khách và anh em con cháu trong họ tộc, ban tế nam của họ phối hợp cùng các dế, các tế, giai tế trong làng kính hiến tuần tuế tổ đường theo truyền thống khánh ngày lễ khánh thành ngôi từ đường thờ tổ, nơi tụ hội khí thiêng tội nguồn của dòng họ Phạm. Xin được bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tiên linh đức tổ đường, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quan viên hội, tuần thế viên tịch mừng đại lễ khánh thành từ đường Phạm Đại Tộc xin phép được bắt đầu. Thank you.
nghệ quan tại xa tại. Thế cân bồi thế viên tiểu vị vì thân phụ.
phục như vậy. Sở hiên đệ nghệ tiểu tôn xa Hãy subscribe.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa, vừa gian nan ta vươn tới. Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua, và con tim ta đã được nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Ngày đó sẽ không xa rồi. Ngày bình qua con đường chúng ta đã chọn. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày bình qua con đường chúng ta. Bấm vào trong là hơi tê, tôi đã di chuyển của chỉ đạo vui hòa bằng tiền bổ sung.